BBTV Podcast. Thưa quý vị, khi trời mưa dông thường xảy ra hiện tượng sấm chớp và sét. Sét luôn là hiện tượng tự nhiên gây ám ảnh với nhiều người, đặc biệt trong mùa mưa bão. Sét có thể đánh vào bất kỳ đâu, bất kỳ đối tượng hoặc vật thể nào khi có đủ các yếu tố hình thành nên sét. Nếu bị sét đánh trúng thì nguy cơ tử vong là rất cao. Hiểm họa này luôn tiềm tàng nhưng không phải ai cũng biết cách phòng tránh nó. Postcard câu chuyện cảnh giác ngày hôm nay sẽ cung cấp những thông tin cần thiết, đưa ra cảnh báo về các hiện tượng thời tiết dễ xảy ra sét đánh và các biện pháp phòng tránh khi có hiện tượng sấm sét để người dân chủ động ứng phó, đảm bảo an toàn cho người thân và gia đình. Thống kê của Viện Vật lý Địa cầu cho thấy, mỗi năm ở nước ta có thể có 2 triệu cú sét đánh xuống đất. Một số địa phương sét thường xuyên xuất hiện nhiều là Hà Nội, Hải Dương, Quảng Nam và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Theo Cơ quan Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, sét là hiện tượng phóng điện trong khí quyển giữa các đám mây và đất hay giữa các đám mây mang điện tích trái dấu. Sét có thể phát ra tia lửa điện và dòng điện đủ mạnh gây chết người hoặc cháy nhà cửa. Sét có thể đánh ở hầu hết mọi nơi, ngay cả trước, trong và sau khi mưa và nhắm vào bất cứ đối tượng nào khi có đủ yếu tố hình thành sét. Khi đang ở một nơi không an toàn, người dân có thể nhận biết dấu hiệu sắp có dông sét như trời có mây đen, gió lạnh sau đợt nắng nóng gay gắt, thời điểm các khối khí nóng và lạnh giao tranh. Nếu xảy ra hiện tượng sét, sẽ thấy tia chớp lóe lên ở một thời điểm nào đó trên bầu trời, sau đó là tiếng sấm kèm theo. Nếu khoảng thời gian giữa lúc có tia chớp đến lúc nghe thấy tiếng sấm càng ngắn, thì sét sẽ xuất hiện ở vị trí càng gần, tức là mức độ nguy cơ nguy hiểm càng tăng. Nếu trường hợp cảm thấy tóc bị dựng ngược lên như cảm giác điện khi sờ tay trước mặt truyền hình TV, thì điều đó có nghĩa là có thể bị sét đánh bất cứ lúc nào. Sét rất nguy hiểm vì cường độ của sét mang điện tích đến hàng trăm ngàn vôn. Nếu bị sét đánh trúng, nhẹ thì thương, nặng thì câm điếc, thần kinh không ổn định, thậm chí dẫn đến tử vong. Theo nhận định của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu, mùa mưa bão năm 2024, số lượng các cơn bão trong khoảng từ tháng 5 đến tháng 7 ít hơn so với trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay đã xảy ra nhiều cơn mưa lớn kéo dài với diễn biến phức tạp, kèm dông lốc xuất hiện. Kéo theo đó, hiện tượng sấm sét đã gây thiệt hại về người và tài sản. Có thể kể đến chỉ riêng trong ngày 19 tháng 5 năm 2024 vừa qua, khắp các tỉnh Bắc Bộ xảy ra mưa dông lớn kèm theo các hiện tượng bất ổn của thời tiết đã khiến 3 người bị sét đánh tử vong. 3 nạn nhân là bà LTN sinh năm 1962 bị sét đánh khi đang làm đồng tại thôn Yên Bằng, xã Đông Yên, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Chị BTP sinh năm 2000 bị sét đánh khi đang tham gia giao thông trên tuyến đường nối thành phố Thanh Hóa đi Nghi Sơn, xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Và anh NVT sinh năm 1985, trú tại xóm Bồi, xã Giao Phong, tỉnh Nam Định, khi đang di chuyển qua khu vực xã Giao Hải, huyện Giao Thủy, thì bị sét đánh dẫn đến tử vong. Theo thống kê của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, số vụ sét đánh và số người chết do sét đánh có chiều hướng gia tăng sau mỗi năm. Cụ thể, năm 2017 xảy ra 16 vụ sét đánh khiến 16 người chết. Năm 2018 tăng lên 22 vụ khiến 25 người chết. Số vụ sét đánh năm 2019 là 22 vụ làm 26 người tử vong. Năm 2020, số vụ sét đánh tăng lên 29 vụ làm 32 người chết. Và từ đầu năm 2024 đến nay đã liên tiếp xảy ra các vụ sét đánh gây tử vong nhiều người tại các địa phương trên cả nước. Qua những sự việc đau lòng trên, ông Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu cho hay, hầu hết các vụ sét đánh chết người đều do người dân chủ quan và thiếu kiến thức, kỹ năng phòng tránh sét khi gặp trời mưa dông. Qua những cái vụ việc vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là chủ yếu ở đây là những người dân mà đi trên những cái cánh đồng ở trên đường mà mình là người cao nhất thì thông thường rất dễ bị đánh. Rồi đứng gần những cái cột rồi những cây thì tất cả những cái kiến thức cơ bản đó nếu được học, đặc biệt trong trường phổ thông hoặc là học qua một cái lớp nào đó thì đều thấy rằng những cái đấy là rất nguy hiểm, đặc biệt trong cơn dông. Cho nên là cái việc mà đẩy mạnh cái việc tuyên truyền về phòng chống sét, tôi nghĩ là một cái việc mà hết sức là cần thiết.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, trong năm 2024, hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới tập trung vào nửa cuối năm, từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2024. Trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 7 đến 9 cơn bão áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng từ 3 đến 4 cơn đổ bộ vào đất liền. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân cần đề phòng những cơn bão có diễn biến phức tạp cả về quỹ đạo cũng như cường độ. Do vậy, các địa phương cần chủ động và sớm đưa ra các phương án phòng chống lụt bão, nhất là tăng cường công tác tuyên truyền để người dân chủ động các phương án phòng ngừa rủi ro, giảm thiểu thiệt hại, nhất là phòng ngừa dông sét. Về vấn đề này, bà Nguyễn Thanh Bình, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo. Trong các bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi đều cảnh báo nguy cơ. Và một cái phần không thể thiếu đấy là chúng ta phải lưu ý quan sát mọi cái diễn biến thời tiết. Bởi vì cái sự mà chủ động quan sát của chúng ta nó sẽ giảm thiểu thiệt hại. Tôi lấy ví dụ khi chúng ta nhìn thấy bầu trời bắt đầu là mây kéo đến chẳng hạn, rồi gió bắt đầu thổi mạnh lên, và đặc biệt là gì, chúng ta thấy hơi lạnh lạnh và cái hơi ẩm ẩm, thì đấy là nhiều khả năng mà cơn dông sẽ xuất hiện. Tóm lại, để hạn chế tình trạng sét đánh gây nguy hiểm đến tính mạng, khuyến cáo người dân khi trời chuyển mưa thì nhanh chóng vào nhà, tuyệt đối không ra đồng, đi biển hay những nơi trống trải lúc trời sắp mưa hoặc đang mưa để hạn chế thiệt hại do sét đánh. Không nên mang theo các dụng cụ bằng kim loại như cuốc, xẻng ở những nơi trống khi trời chuyển mưa hoặc đang mưa, vì các dụng cụ bằng kim loại rất dễ thu hút sét. Không trú mưa dưới gốc cây ở khu vực trống hoặc ở gần đường dây điện, cột anten. Nếu gặp mưa hoặc cơn dông trong khi đang ở khu vực trống trải mà không vào nhà kịp, thì nguyên tắc cơ bản để tránh sét tốt nhất là ngồi hoặc quỳ xuống, hạ người càng thấp xuống mặt đất càng tốt. Nếu đi nhiều người cần phân tán ra, không gom cụm lại. Bên cạnh đó, người dân cũng cần quan tâm theo dõi các bản tin dự báo thời tiết, quan sát khi thấy dông sét thì hạn chế di chuyển ra đường. Khi ở trong nhà nên đứng xa cửa sổ, cửa ra vào, các đồ dùng điện, tránh các chỗ ẩm ướt như buồng tắm, bể bơi, vòi nước, rút chốt cắm khỏi ổ điện và ngừng xem TV, nghe đài, không gọi, nghe điện thoại khi trời mưa dông. Thưa quý vị, như đã nói ở trên, sét thường xuất hiện trước, trong, thậm chí cả sau cơn mưa. Đây là hiện tượng thiên tai nguy hiểm, có tỷ lệ gây tử vong cao nếu con người lơ là chủ quan và không có biện pháp phòng tránh. Do đó, ngoài nắm chắc các biện pháp phòng tránh sét, mỗi người cũng cần trang bị kỹ năng sơ cứu cho người bị sét đánh để có thể cứu sống họ khi cần thiết. Theo các bác sĩ, sét là những dòng điện rất mạnh ở khí quyển. Khi bị sét đánh, nạn nhân có thể tử vong hoặc bị các tổn thương rất nặng các cơ quan trong cơ thể, như bị lịm đi một thời gian, rồi nhức đầu, buồn ngủ, rối loạn nhịp tim và nhịp thở. Nếu nạn nhân vẫn tỉnh thì cần được ủ ấm, cho uống nước nóng. Người bị sét đánh nếu mê man bất tỉnh nhưng còn thở, tim còn đập thì phải được kích thích bằng cách lay, gọi, giật tóc. Nếu nạn nhân ngừng tim, ngừng thở thì phải tiến hành ngay phương pháp thổi ngạt và bóp tim ngoài lồng ngực. Sau đó cần nhanh chóng chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế để được điều trị. Thưa quý vị, sét là hiện tượng thời tiết cực đoan ngẫu nhiên nên không có vị trí an toàn tuyệt đối để tránh sét. Tuy nhiên, việc chủ động tìm nơi an toàn để phòng tránh sét khi gặp trời mưa dông sẽ làm giảm đáng kể khả năng bị sét đánh và tránh được những tổn thương về sức khỏe. Vì vậy, chủ động phòng ngừa và thực hiện đúng theo khuyến cáo là cách làm tốt nhất để bảo vệ mình và người khác khi gặp những hiện tượng thiên tai cực đoan. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng tiếp theo.